giờ em mới dám nói nha. Ba mẹ Huynh xin lỗi ba mẹ. Buổi tối á là 11, 12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa. Nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi à. Lúc đó vợ con tưởng con bị đê. Lúc đó vợ con tưởng con bị đê. Tại con nhìn mấy trai mà. Đúng rồi. Tại vì bạn đó con trai nhiều, con có nhìn mấy người bạn trai con không à. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Tôi nói không thôi, tụi mình không có làm bạn gì nữa, không có làm bạn gì với em nữa. Không có tình duyên vợ lóc luôn. Không có tình duyên vợ lóc luôn. Trời ơi, nam thần của màn ảnh Việt. Trời ơi, có thời gian diễn ở sân khấu chị luôn đúng không? Trời, lúc mà Ngọc Thuận về diễn ở sân khấu của chị là thời điểm Ngọc Thuận đẹp nhất. Em nhớ diễn cái tuần gì mà đi thi liên nó hoan sân khấu. Nó thần, chính xác. Dạ. Có một tuần là Phan để cho con chào quý vị khán giả trước. Vợ chồng em xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên gì? Em giới thiệu. Sẵn nghe e con giới thiệu luôn đi. Xin tự giới thiệu, mình là Ngọc Thuận, là diễn viên, bây giờ cũng là đầu bếp. Đây là vợ của Thuận. Con tên là Bích Ngọc, con đang ngó kinh doanh trên một cái mạng gọi là TikTok ạ. Ngọc năm nay được bao nhiêu tuổi rồi cưng? Em năm nay 20 tuổi rồi. 19 em. Tại giờ vợ của em á là thích mình lớn chút xíu đâu là 20 đó. Chính xác là 19. Năm nay là bao nhiêu ta? Em 38. Hơn nhau ít ỏi lắm. Hơn nhau một tỷ. Ừ đó. Nhưng mà sao thấy cũng không có chênh lệch nhiều. Thực ra là như vậy, bởi cho nên là Thuận nó giữ nhan sắc của nó quá hay luôn. Ủa, em tưởng nó em là vợ em là chênh lệch nhau lắm luôn rồi đó. Anh ở đây còn ghê hơn nữa. Em là ngưỡng mộ cặp vợ chồng của anh lắm luôn á. Nói chung là nhìn bé Ngọc là coi như là không ai có thể là có thể kềm kềm được cái trái tim của mình thổn thức đúng không? Dạ. Nhưng khi con gặp vợ con thôi, con đứng từ xa con khoanh tay nè. Nhìn con đứng đằng kia. Giờ con vừa bước vô cửa, con đang đứng quay lại thấy vợ con khoanh tay nè. Có nào là vợ mình không ta? Mà mới gặp vậy thôi, con chưa có nói chuyện chưa gì hết. Cái là cơ duyên đầu tiên mà con gặp vợ con đúng không? Rồi. Là ở đâu? Sẵn là con nói luôn đúng rồi. Lần đó là ở đâu? Gặp ở đám cưới của một gọi là partner làm ăn chung với lại con. Đáng lý ra là con ngồi bên một bàn khác, nhưng mà con thấy vợ con như vậy con không thể ngồi bàn khác được. Con mới kiếm cớ, ê, làm một người bạn trong cái bàn của vợ con. Để được ngồi chung bàn á hả? Ngồi đó thôi. Nhưng mà con có ngồi gần Ngọc không? Hay là con ngồi đối diện? Hay là con ngồi xéo xéo? Dạ, ngồi đối diện xéo xéo. Đối diện để dễ nhìn hơn. Nhưng mà con không nhìn vợ con luôn. Trong chuyện này anh Tiên mới tin hơn là đúng là phải đến một cái thời điểm nào đó, cái cảm giác như là ông trời sinh ra phải là của nhau vậy đó. Có thể là 5 năm, 7 năm, 10 năm, 20 năm sau mới tìm được cái người ưng ý của mình. Cái khoảng thời gian đó là con chưa có rõ ràng về cái những cái mối quan hệ. Cái thời điểm mà đi quay gặp nếp gạo tẻ với Thuận á, là Thuận vẫn còn nói là trời, tại vì cứ hỏi ủa Thuận sao tụi nó có vợ trơn mà sao con cứ phòng không hoài vậy Thuận. Nó chắc con lấy vợ quá cô. Thực sự chưa bao giờ mà Thuận nói là Thuận sẽ phải năm này sẽ phải lấy vợ rồi, năm tới sẽ phải có con hay gì, chưa bao giờ có cái đúng chuyện rồi, đó. Đúng Ngọc, cái hôm đó khi mà Ngọc Thuận xuất hiện ở bàn của con á thì con đã biết anh Thuận là anh Thuận chưa, là diễn viên chưa? Dạ, lúc mà mới bước vô cái sảnh đó thì tự nhiên con thấy cái anh nào đang đứng ở chụp với cô dâu chú rể á, sao mà nhìn sáng đẹp dữ à? Sao mà nhìn sáng đẹp dữ à? Quen xong rồi con hỏi bạn con à, hình như cái này anh này diễn viên hay gì á, xong rồi con lên mạng sợt hay coi gạo nếp gạo tẻ diễn viên cũng đi tìm ngay lúc đó luôn đúng hả? Rồi em đi tìm trên mạng nên em em thấy ở ngoài sao trẻ hơn ở trong hình. Xong lúc mà ảnh đến bàn con ảnh ngồi á thì lúc đó con sao, cảm giác con sao? Con hết hồn. Cái trái tim con nó có đập hơn, nó có đập mạnh hơn không? Lúc đó vợ con tưởng con bị đê. Lúc đó vợ con tưởng con bị đê. Tại con nhìn mấy người trai không à? Đúng rồi. Tại vì bạn đó con trai nhiều, con nhìn mấy người bạn trai con không à? Mà con nhìn, nhưng mà con ngồi con nhìn như là con uống, nhưng mà nhìn con canh hết. Quyết định trong vòng có một vài tháng là quyết định đám cưới. Hàng chưa đến bây giờ anh Tuyên mới biết luôn á. Sau cái buổi đám cưới đúng thì rồi. Là cái tối hôm đó thì con có về, tại vì con nghe loáng thoáng vợ con tên như vậy đó. Dựa vào duyên số, nếu thật sự là vợ của mình á, mình cứ dựa vào duyên số. Thì tự nhiên vậy đó, con tìm được luôn. Xong rồi cái nhắn cho vợ, con có nhắn cho vợ con như nè. Không nhớ chính xác lắm nhưng mà nhắn cho vợ con là khen vợ con dễ thương. Vợ con nhắn lại là mình làm bạn gì đúng không? Con nói không thôi, tụi mình không có làm bạn gì nữa, không có làm bạn gì với em nữa. Không có tự nhiên vợ con lóc luôn. Không có tự nhiên vợ con lóc luôn. Con thấy là tự dưng vô duyên quá hả? Duyên sao. Con có một cái nick để dùng để theo dõi những cái người con chặn á. Ý là có anh Thuận trong đó. Ngày nào con vô con muốn xem á, xem nó như thế nào như thế nào. Cái thời điểm đó đó cô, là con đang ở Đà Nẵng, có công việc ở Đà Nẵng. Ở một khoảng thời gian dài ngoài Đà Nẵng luôn. Cái một bữa nọ là con về con quay phim. Con về lại Sài Gòn. Thì vừa mới xuống sân bay rồi cô.
thấy đây ẹp Facebook rồi. Vậy hả? Hôm bữa là lóc rồi, lóc rồi mà giống như kiểu mà con cũng không có tìm gì hết á. Nó mới ẹp tôi buổi tối á, con mới nhắn lại cho vợ con. Nhắn như là chấm hỏi hay là gì đó. Tự nhiên con vô cái danh sách chặn của con á, tự nhiên con tự nhiên mắc gì phải chặn anh này, cái em con mở ra luôn. Con nghĩ trong đầu á là mình có 24 tiếng để giải quyết râu ria rễ má của mình. Tức là những cái mối quan hệ mà nó không có rõ ràng á là con hỏi hết tất những bạn mà con cảm thấy là những người bạn đó xứng đáng được hỏi thì con mới gặp vợ con. Thì trong vòng 24 tiếng sau là con tìm cách gặp vợ con, ra con nói chuyện với vợ con luôn, là con nói trong vòng 6 tháng anh cưới em. Và chưa biết gì nhau luôn, chưa biết về nhau hết. Bây giờ nếu em quen với anh á thì được á, thì tụi mình tiến tới luôn, có chuyện gì đó giận hờn chia tay là em là người mệt, em là người buồn, chứ anh đâu buồn, anh bị quá nhiều, anh nó bị quen quá rồi. Cái vợ con cũng nữa, sau này con hỏi vợ con, thì ông vợ con đúng đó, vợ con nó nói là có hả, má thằng này khùng vậy. Đâu Ngọc kể con, Ngọc kể coi lúc đó là sao Ngọc. Dạ, đúng rồi, lúc đó con thấy là xong, má ơi mới nói chuyện được có một xíu mà kêu cưới trong vòng 6 tháng. Xong rồi con hết hồn, lúc đó con không hiểu sao mà con nhưng mà con vẫn nên khùng. Mà lúc đó anh còn đi học không? Lúc đó là gia đình em á định là sẽ cho em sang nước ngoài á. Nhưng mà không hiểu sao gặp anh Thuận cái không. Vợ con với con gặp nhau trong cái quán ăn đó, xong rồi cái hai đứa nói chuyện với nhau, xong rồi con hỏi vợ con là có người yêu có gì không, vợ con không. Thì em mới lớn mà, em nhỏ xíu mà. Bây giờ cô muốn hỏi Ngọc là cái ngày đầu tiên mà con về con nói chuyện với ba mẹ con á, là đó giờ con có bạn trai vậy á, lúc đó là ba mẹ con phản ứng như sao? Kiểu là trước giờ con không bao giờ, cho dù con có bạn trai hồi đi học đi, con không bao giờ nói cho ba mẹ con biết là con có bạn trai gì á. Tại nhà con không có cho con quen sớm, mà nghe con dẫn bạn trai về á thì ba mẹ con hết hồn. Xong ba mẹ con kêu là trời đất ơi, mày có đi đâu chơi đâu mà sao quen được bạn trai. Xong rồi con mới kêu là tại hồi bữa con đi đám cưới nên con gặp anh đó. Ba mẹ kêu á quen ai thì dẫn về đây. Xong rồi con dẫn anh Thuận về luôn. Trước khi đó con có nhớ hàng anh Thuận quay một cái TV show ở trên truyền hình á, thì con nấu ăn, đúng rồi nấu ăn á cô. Xong rồi con chỉ anh này đẹp trai ghê luôn á, này mà con rể của ba thì sao, chỉ là giao đại thôi đúng không. Xong rồi ba con kêu mẹ ơi mặt nó già như vậy mà nó chưa có vợ tao chết liền. Chắc có vợ đó. Xong con kêu chưa đâu, hồi bữa con có lên mạng tìm hiểu rồi chứ có vợ đâu. Xong con dắt anh Thuận về nhà luôn. Rồi gặp Thuận rồi phản ứng gặp anh Thuận thì sao? Ba mẹ con kêu má ơi sao nhìn ở ngoài trẻ dữ luôn. Với lại nhìn thật thà, nói chung là hiền lành, ba mẹ con kêu vậy. Đây là cái chấp nhận. Tin liền không? Ngay bữa khoảng vài tháng tìm hiểu để quyết định đám cưới á, vợ em đồng ý rồi đó. Em gọi điện về cho mẹ, nhắn cho mẹ. Mẹ nói thiệt mày, chắc mẹ cũng hết hồn. Nhỏ nó bầu à? Cái không có, tụi con chưa làm gì luôn. Thật sự luôn nha. Con với vợ con là tới gần ngày cưới luôn á, cho hai bên gia đình cho phép đám cưới, tụi con vẫn không dám đụng tới vợ con. Tại vì con sợ là nếu mà con đụng vợ con á, mà lỡ mà nó có vấn đề gì xảy ra á, là tự nhiên là con làm cho vợ con buồn. Hai đứa quen nhau thì quá trình rồi đi chơi có phải khó khăn với nhau không? Khó khăn. Tại vì anh Thuận á là làm gì khuya, quay phim á về khuya 11-12 giờ lận mà nhà em khó lắm luôn á, giờ em mới dám nói nha. Ba mẹ huynh xin lỗi ba mẹ, là em buổi tối á là 11-12 giờ em đâu được đi buổi tối khuya đâu, thì ba mẹ em có khóa cửa nhưng mà em tìm cách để em đi ra để gặp anh Thuận một chút xíu thôi. Đến giờ cô chú chưa biết luôn, không biết luôn á. Trời ơi, hai đứa này đúng là như cổ tích á. Qua cái chuyện này là cô thấy dường như nó là định mệnh, là diễn viên vậy, rồi đẹp trai vậy ha, rồi con có ghen không? Không biết sao chứ con cũng không có sợ, không có con ghen. Lâu lâu thì con thấy mấy chị kia comment Facebook á thì con chọc vợ anh nè thôi, chứ không có thấy ghen hay gì á. Con tin tưởng anh Thuận. Vợ con là có một nhóm bạn học thôi à, mà toàn gái không à. Mà đi chơi con dắt theo anh Thuận. Dạ, xong rồi con vô luôn giống như bạn của mấy đứa. Không vô là con chú chứ. Bạn không là mặc đồ y chang luôn. Chị kể cho em thấy hình ảnh em giống không? Anh em giống nhau. Nói chung là con lúc mà con đi làm thì con mặc đồ nghiêm túc chỉnh tề, còn con đi với vợ con là con mặc đồng trang lứa. Đúng rồi. Rồi giờ sao rồi cái chuyện đó là cái may mắn của mình đó. Tụi con bây giờ đang ở riêng hả hay là ở chung với ba mẹ? Thì giờ là ba mẹ con cho hai vợ chồng con ở một cái căn nhà đối diện, nhưng mà nhà đó không phải là nhà của tụi con. Căn nhà của tụi con là dài bữa tụi con đang nhờ kiến trúc sư, khoảng một tháng hơn nữa tụi con mới xây.
thì xong tụi con mới là đây ở là mới chuyển trong về căn đó. Nhà đó khi mà con về ở với anh Thuận còn có cái tật xấu gì không? Không, chưa về nhà là con đã biết có tật xấu rồi. Là em có cái ngày đó thì con đi qua cái chỗ mà anh Thuận ở, con muốn vô phòng của anh Thuận để xem, để vô đó thôi chứ không có làm gì hết á. Tại anh Thuận sẽ đi đánh cầu lông, em muốn vô phòng anh em ngồi em nằm nghỉ được không? Thôi anh Thuận cứ cản con không cho con vô, đừng em đừng vô. Em năn nỉ mãi mở phòng ra hết hồn, quần áo giục lên tứ tung luôn. Là em biết từ đó rồi đó. Tức là đồ cầu lông giục góc, quần áo đi quay giục góc, giày giục góc, tùm lum á. Con mới nói với vợ con là đừng có vô. Vô trong đó mất công nó xảy ra những cái chuyện không hay. Ý là viện cớ con là gà vô cái chuyện đó mà anh không có muốn. Thay đổi được chưa? Chưa, bây giờ con vẫn phải làm. Bây giờ là vợ con ý là con làm mà con không có chuyện. Vợ con quán xuyến cái chuyện đó luôn, cho nên là lúc nào cái chỗ ở của tụi con đó nó cũng sẽ tương tất đúng không? Này đâu đó đâu ra đó hết. Đó giờ hỏi tiếp là còn tật xấu nào nữa không? Tật con nói xấu đi. Là như là hay xì hơi ấy cô. Kinh khủng ghê. Rồi vậy là chắc là vợ không có tật xấu rồi đúng không? Vợ không có chứ. Theo Thuận bé Ngọc có tật xấu nào không? Vợ con hả, tật xấu là nó chiều con quá. Như giống như con nói á, chiều sao gọi là tật xấu. Giờ trong điện thoại của con, vợ con nè là có khoảng 6 món mà con nói thôi đừng có mua cho anh chỉ là anh thích anh để đó thôi, để anh ngắm nó thôi chứ anh không mua. Nhưng vợ con cá với cô luôn á, vài bữa sắp tới sinh nhật con là 6 món nó nằm trong nhà. Trời ơi hiểu mà đi mà sambo trong bụng nhau. Tại vì á là nhiều khi nè coi thấy gì thôi, nhìn thấy gì thôi, cái vợ giả bầu rủ đi ăn, đi vô đó gì đó, cái vợ nó nè, nè mua cho anh nè, xong ở nhà ăn nhiều quá cái con mập, bị lên ký đúng không? Mỗi lần con nãy mập, nãy giờ anh Tuyên định nói rồi đó, mỗi lần con mập á thì con lại tự nhìn vô gương, con lại tự bực với chính mình, cái con đi tập thể dục, con mới nói với vợ con là mỗi lần đi tập thể dục rất là mệt mà cứ ăn lên 1 ký, tập xuống 1 ký là nó phê lắm. Bây giờ mình phải tốt lại không, nó kể tới tháng sau luôn. Mà riêng đối với cái cặp này chắc mình không cần phải chúc. Tại vì sao với ông bạn này là bạn có một cái tâm linh xuyên không rồi, cho nên là bạn cầu được ước thấy. Ngọc đó là Thuận là hai em quá dễ thương rồi. Và cứ cái đà này mà phát triển hơn nữa thôi. Mong là anh chị cứ như thế này mãi. Rồi ok, xíu mình sẽ gặp lại nhau ở cái phần bốc thăm. Mình nó thì rất là dễ thương. Mà sao lại nói chuyện chảnh quá. Anh rất là xấu, mặt thì mụn, da thì đen nữa. Mặt hàng ngày nó dăm dăm. Anh ăn nhiều lắm, ăn nhiệt tình luôn. Mà trả tiền thì anh không trả. Bây giờ thì xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thuận Nguyên, năm nay em 23 tuổi, hiện là nhân viên kế toán hả? Em tên là Thanh Phương, năm nay em 21 tuổi, hiện là nhân viên của phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm gì cứ? Dạ về bên hóa phân tích. Trẻ quá, một đứa 23, đứa 21, lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ con lấy được 1 năm. Bây giờ mình thống nhất nhau, mình đừng xưng bằng con nó kỳ lắm. Mặc con, dù là có thể con được rồi đó. Con nữa nhưng mà đừng xưng con tao biết tôi già. Rồi bây giờ cái mối tình của hai em là diễn ra như thế nào? Một lần là do em là lên Facebook của vợ em, thế em thấy hình nó thì rất là dễ thương. Mà sau lại nói chuyện chảnh quá, em thấy phải em mới kết bạn. Qua vài lần nói chuyện thì thấy vợ rất là dễ thương nói chuyện. Vậy hả? Dạ. Rồi tiếp tục. Xong rồi em mới rủ ảnh lên trên Mỹ Tho học chung với em. Xong rồi không ngờ 2 tuần đó ảnh lên ảnh nhập học thật. Lúc mà nhập học thì em không có nhận ra ảnh, tại vì ở trên Facebook là ảnh rất là đẹp trai, mặt thì láng như Hàn Quốc á. Gặp ảnh thì ảnh rất là xấu, mặt thì mụn, da thì đen nữa, mà còn ớn nữa. Chắc lẽ cái avatar đó cả 8-9 con chuột. Em thì nhìn ra nhưng mà vợ em thì nhìn không ra em, thì không giống như trên hình lắm. Cũng lúc trên hình đó thì là còn hơi là mi nhon, nhưng mà khi nhìn trên hình thì là hơi tròn. Vậy rồi sắp lại sao? Dạ xong rồi ảnh ngồi trước mặt con á, xong rồi ảnh cao quá, xong rồi con mới quay qua con nói với nhau bạn, cái bạn á kêu tao nhìn mặt hàng ngày nó dâm dâm. Xong rồi hai đứa con mới chuyển đi chỗ khác ngồi. Cái ảnh mới về mới nhắn tin Facebook cho con là anh vô anh nhập học vậy đó mà em không có biết. Cuối tuần mới hẹn đi uống trà sữa, mà vô thì gọi nước gọi trái cây, anh ăn nhiều lắm, ăn nhiệt tình luôn, mà trả tiền thì anh không trả. Không trả tiền, trời ơi em trả à? Dạ lúc rồi con trả. Là do lúc đó đóng học phí này nọ thì không còn nhiều, chỉ đủ chi trả cho vợ thôi nên chỉ vụ rủ vợ thôi. Còn vợ thì rủ thêm 2 bạn nữa, chi phí không đủ cho nên em không trả luôn. Rồi bên nào tỏ tình với bên nào trước? Dạ là em tỏ tình trước. Ba bà làm người yêu của tôi nha. Em trả lời sao? Trả lời có một chữ là Cùng hai đứa quen nhau thì là tình yêu có trơn tru không? Hay là có chia tay lần nào không?
Dạ nó màu hồng hình màu đen, chia tay một nồi lận. Trời ơi, chia tay một nồi là nhiêu trời? Đâu đâu kể một lần cái chia tay mà ấn tượng cho anh nghe đi. Hôm đó thì bạn con ngồi ở đằng trước á, mới kêu là mới thấy Nguyên nó cõng con bé Cương lớp T lên trên cầu thang. Con trời, anh đi học tin học về con chặn trước cửa kiến trúc xá lại con nói chuyện. Tức là chứ em cái nuôi thôi, bị té rồi trật chân nên phải cõng về. Cõng giùm đúng không? Dạ cõng giùm lên cầu thang, nhưng mà họ mới hỏi mình giải thích nhiều nhưng mà không chịu nghe. Giận quá rồi đòi chia tay luôn. Chia tay trong bao lâu? Con chia tay xong rồi cái anh về anh nhắn tin cho con vậy nè. Này cô kia, chia tay thì đòi quà. Tặng người ta nhiều không mà đòi gì nhiều không? Tặng mấy thứ vớ vẩn như là mền gói rồi hai con gấu bông vậy thôi. Rồi cuối cùng có trả không? Dạ có, trả hết luôn. Trả hết luôn. Dạ trả hết luôn. Rồi nhận luôn hả? Lấy luôn. Dạ lấy luôn hả? Thôi. Đúng lặng nít ha. Cứ nghĩ là chia tay thì đòi lại hết đi. Cái xong rồi phải chừng 5 giờ sáng là xách một mền chiếu gói với hai gấu đi mà bảo là trả cho chưa cho vợ. Để xin lỗi à. Có đồng ý được không? Em có đồng ý liền không? Dạ lúc đó con đồng ý quay lại, nhưng mà phải qua phòng con là dọn dẹp phòng rồi đóng tiền học phí cho con. Rồi nó nói nghe nè, hai đứa mà làm đám cưới sớm vậy rồi ba mẹ có ưng không? Dạ lúc đầu mẹ con thì không có chịu, mẹ con phản đối ghê lắm. Anh ngồi ở đâu là mẹ con lấy chổi quét đấy đó. Vậy hả? Xong rồi anh gấp cái gì ăn mẹ cũng không gấp nữa hết á. Coi như mẹ ngưng đó. Có thái độ. Mẹ rất là khó chịu với anh. Xong rồi anh mới gọi điện thoại lên đăng nghĩ chị hai của con, nói là nếu như mà chị hai không giúp á thì anh ra anh nhảy cầu rạch miễu cho chị hai vừa lòng. Tự giận rồi, tự giận. Anh nhắn cho con tin nhắn là nếu như mà có còn hương á thì thắp cho cây nhang là cũng vui rồi. Thôi đó coi gì. Nhưng mà cái đó là em dọa hay là em? Một phần là dọa, nhưng mà nếu không có là chắc phải là thiệt. Đôi không có là thiệt luôn hả? Được. Dạ. Ba mới kêu là thôi cưới cho quách đi, với cái kiểu này ương ương vợ vợ có mà chết. Đúng rồi, phải cưới thôi chứ tình yêu mấy cái này nó bạo lực quá mà. Mệt mỏi quá. Rồi bây giờ anh hỏi nè, cái tuổi này cưới nhau như vậy là còn vui lắm mà. Trẻ vui lắm không? Về có giật đồ hàng nhau không? Dành ăn nè, rồi dành mền nè, rồi dành chỗ ngủ nữa. Dạ có. Cương là đứa nào thắng? Dạ con thắng chắc đó. Luôn tôi nhìn, cái hình nền là tôi biết ai thắng rồi. Vậy thì bây giờ mình khui khui cái tật xấu đi. Đại hội giặt mặt đúng không? Khui giặt mặt. Anh ấy, ảnh có tính xấu không? Chồng em thì rất là nhiều tính xấu luôn. Có thể chửi em, có thể rầy em, nhay em trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ cũng vẫn còn nhay. Lèm bèm ha, lèm bèm. Dạ, là... nói là em không được như thế này, em không được như thế kia, em không được ăn dụng nhiều quá. Trời, ăn dụng chứ hả? Lòi ra, lòi để từ từ. Con nít nó vậy đó, giấu đầu hở đuôi vậy đó. Nói ta mà tự lòi mình ra. Rồi tiếp luôn. Dạ rồi. Xong rồi em đi làm về là em phải tắm liền, em không được cầm điện thoại, rồi em không được chơi game, đủ thứ gì cũng em không được. Về tới là không bao giờ mà tắm liền đâu. Em đã nói rất là nhiều lần rồi, nói hoài luôn mà vẫn không chịu đi tắm. Tới khi nào mà chán cái điện thoại xong rồi mới quăng xuống. Đó giờ chuyển qua là bên đây giật mặt nè. Giành lộn vậy đó, bên đây chưa nói xong bên đây tức quá. Rồi cho bên đây nói trước. Hồi nãy có mật mí cũng có bị hớ đó. Hai cái từ ăn dụng á. Dạ. Đâu kể nghe một chim cá đi. Thì là đi qua đi lại là cứ cầm đũa gắp miếng qua lại gắp miếng miếng gắp hoài đó, con gái nó lỗ lỗ lắm chứ xào cái gì cũng vậy á, xào cái gì là nói chung là những cái gì ngon như thịt là gắp hoặc là lên, là chứ còn thịt thì ít mà rau thì nhiều, là coi như là thành xào chay đó. Dạ. Là hèn gì nhìn cái hình nền của em nó cứ tông lắm teo như thế này rồi gì nữa. Chồng em ghen quá, tại vì ở trong công ty á là chỉ có nam thì nhiều mà chỉ có em một chị trưởng phòng là nữ thôi. Rồi ảnh nhắn hết cho mấy anh trong phòng là tránh xa giờ tôi ra không chơi chung nữa, con đi làm thấy ủa sao vô không ai nói chuyện con hết, y như là con bị cô lập vậy. Con mới hỏi xong rồi cái anh kia mới lại mới đưa tin nhắn. Xong rồi con không nói hết, con về nhà, con đi thẳng lên trên phòng nằm luôn. Xong rồi chồng con mới hỏi, có chuyện gì á? Xong rồi con mới kêu là, im mồm đi, đừng có để tao mất mặt ở công ty nha. Con tức quá con bỏ qua nhà mẹ con luôn. Xong rồi cái con nghĩ là, tại vì nhiều khi hai vợ chồng con cãi lộn con quá đáng á. Xong rồi con lén con về con coi coi chồng con như thế nào. Con về con thấy thì chồng con ngủ rất là thoải mái, ngủ chân hình chữ V nữa. Con đóng cửa lại, con bước ra con đợi. Xong rồi anh đuổi con đi ra ngoài, xong rồi con tức quá con vô con đập cái cửa kính. Xong rồi anh mở cửa ra, con đóng cửa lại, con bước ra một đợt nữa. Trời ơi, chồng có cấp không? Để hỏi coi chồng có cấp không? Bị quýnh gì có cấp không? Dạ không, cứ đứng cho quýnh luôn, kêu quýnh chỗ này nè, chỗ này. À, chỉ cho quýnh nè. Quýnh đau không cưng? Những cái tát mà chua mặt thì đau, còn những cái mà cũng có lên gối thì là những cái đó là nhờ. Trời, có vụ lên gối. Lên gối. Rồi sao? Rồi sao? Lên gối, lên gối sao? Là nhờ là chân với tay nhanh nhẹn hơn thì chặn được hết. Cho nên là không có bị đau về với phần dưới người. Rồi có bao giờ khóc không?
Dạ cũng tức, có, tức ấm ức lắm. Rồi lúc mình khóc rồi nó có ngưng lại không? Nó vẫn nhào vô nó quýnh tiếp. Cũng có nhào vô quýnh tiếp hả? Ôi khóc dạ. Cũng không tha luôn. Dạ. Trời ơi, thương quá. Mình cái tưởng tượng em là cái bao cát luôn à. Trời đúng là thân trai 12 bánh nước rồi. Khi quánh xong một lát á thì tới vợ ngồi lại vợ khóc. Vợ xó. Với lại em suy nghĩ là giờ vợ chồng là chỉ có người nhịn một tiếng thì mới qua chuyện. Em cũng phải nhịn thôi. Em cho vợ em đánh luôn. Là xong rồi đánh sau rồi bố mẹ có biết không? Bố biết, mẹ biết luôn à. Lúc đó là bố mẹ vợ qua. Bố qua bố kêu là bây giờ hai đứa cứ ẩu đả cái này là không có được. Hai đứa không có hiểu nhau. Cho nên bố mới khuyên là hai đứa đi tham gia với chương trình Vợ Chồng Son cho cô Hồng Vân khuyên bảo là như thế nào. Trời ơi, vậy là anh chị tin tưởng mình quá vậy mình cũng chút nữa thì mình cũng thấy là mình rất là vinh dự đúng không? Trước khi mà tiếp tục cái câu chuyện với hai cháu á, thì cũng xin cảm ơn anh chị tin tưởng để gửi con em của mình tới tham dự để mà các cháu có một cái định hướng trong cái cuộc sống vợ chồng. Cùng với chương trình xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thôi bây giờ mình đang chút nữa cô Vân sẽ đúng có lời khuyên dành cho các bạn. Còn bây giờ anh hỏi là cái kinh tế hiện tại là hai đứa là người nào nắm? Dạ, kinh tế là em nắm hết. Em nắm. Vậy chỉ cho 10.000 đi làm thôi. 10.000 rồi xài gì, ăn bánh tráng trộn quá trời. Hả? Bánh tráng trộn cũng không ăn được nữa. Hèn chi nó ốm quá trời nè. Dạ là ảnh đi làm ở công ty gần nhà. Đi bộ qua khoảng chừng 5 phút là tới à. Mà trưa thì lại ăn ở trong công ty nữa. Nên là con cho 10.000 bỏ túi như vậy thôi để... Là để uống nước thôi hả? À? Dạ, tại vì lúc trước tiền chồng con nắm hết. Nhưng mà chồng con đi chơi với bạn á, tháng tiêu hết 20 triệu luôn. Con không có cho giữ tiền nữa. Nhưng mà từ ngày vợ giữ tiền thì hai đứa có dư ra không? Dạ cũng có nhưng mà ít à. Rồi bây giờ em mong muốn cái cô vợ bé bỏng này của mình sẽ có thay đổi gì? Lắng nghe em nói và không có bạo lực. Đúng là em cho đánh thiệt nhưng mà em sức chịu đựng thì cũng có giới hạn, ít ăn dụng lại. Bây giờ tới bên em. Em chỉ mong là ảnh hiểu cho em, tại vì trong môi trường làm việc của em á là rất là nhiều con trai, nên là ảnh hiểu giùm em một xíu, đừng có ghen như vậy nữa. Thậm chí lên công ty á em rất là mất mặt. Với lại chồng em đừng có nhay em suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy. Nhay là em ghét, em cứ làm hoài như vậy đó. Bây giờ chị Vân nói nghe nè, cân đong đo đếm nhận xét nè, thấy bạn nam rất là chín chắn. Tất cả những cái gì nãy giờ bạn này bạn tâm sự ra là đặc trưng của một đứa con nít mà chưa trưởng thành luôn á. Cho nên là mình sẽ phải làm một bằng một cái hình thức là mình từ từ mình phải cho bạn này thấy cái trách nhiệm của bạn trong cái gia đình là cái gì, để mình phải quán xuyến trong gia đình nhỏ của mình để bạn ấy chín chắn ra. Chắc chắn là phải 1-2 năm nữa chứ không có liền được đâu, đúng không? Ai biểu là mình lớn, là mình già dặn hơn làm gì, đúng không? Thì giờ trước hết mình phải làm gương cái điều đó. Đó là về phía nam ha. Còn về phía của cưng, mình có một cái tài sản quý giá như thế này mình phải giữ. Cưng cứ hình dung đi, nếu như hôm mà cưng đánh chồng cưng như vậy, đánh ngược lại cưng nữa, cưng quánh lại nổi người ta hay không? Đừng bao giờ để vượt cái ngưỡng đó mà để chồng mình động thủ lại với mình là mình lộ. Chứ không ai lộ hết, đúng không nè? Đúng không? Đó, trên giờ hai đứa mới còn năm thôi, còn sớm lắm. Cố gắng dung hòa trong cuộc sống nè, từ từ hãy có con. Sự nghiệp ổn định hết chín chắn rồi hãy có con nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn cô Hồng Vân. Rồi xin cảm ơn hai em. Ê, sao cũng có phu thê nha. Dạ đúng rồi, nhìn có phu thê. Hai cô mặc phu thê ghê luôn vậy đó. Chắc ở nhau lâu lâu rồi chị ạ. Bao lâu? Dạ. Bao lâu rồi? Cũng hơn 10 năm. Hơn 10 năm rồi. 12 năm rồi. Trời ơi. Em chào anh Tuyên, em chào chị. Em giới thiệu em là... Nó lớn lên đây. Em là Hiền. Bọn em ở Quảng Ninh. Vâng. Hiền năm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 82, là đang khoảng 42. Chết tôi rồi. Em xin lỗi anh Hiền. Ôi vậy là anh Hiền hơn anh Tuyên mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Vậy là mình đổi lại xưng hô đi ha. Dạ. Rồi nói chứ Hiền, Hiền em giới thiệu lại đi. Tại vì biết sao mà hơi cái giọng hơi bị nhỏ. Em cứ thoải em mái. Là Hiền, em ở Quảng Ninh. Em sinh năm 82. Là năm nay 42 tuổi. Vâng. Rồi. Công việc chính của mình hiện tại bây giờ là ở ngoài Quảng Ninh hay là ở trong này? Em ở Quảng Ninh ạ. Bọn em ở Quảng Ninh. À. Vâng. Hai vợ chồng ở Quảng Ninh rồi bay vào trong này để ghi hình chương trình. Đúng rồi. Mới bay vào tối hôm qua. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn hai vợ chồng nhiều chị lắm vợ nha. Nhưng mà Hiền làm nghề gì ta? Em làm về nghề mỏ chị. Tức là ở ngoài đấy thì liên quan đến mỏ là tương đối nhiều ấy. Vì là nói chung là cái bình nói chung là kiểu dân ngoài đấy ấy, thì nói chung không liên quan trực tiếp thì sẽ liên quan gián tiếp đến ngành mỏ nói chung. Ngành mỏ. Không làm cái này thì cũng làm cái kia liên quan tới mỏ. Đúng rồi. Tại vì là một cái mỏ nó hoạt động thì có rất nhiều cái công tác phụ trợ để cái mỏ nó có thể hoạt động đấy. Rồi em
Em tên là Phùng Dung ạ. Em hiện tại bây giờ thì em đang có một cái thương hiệu mỹ phẩm với thực phẩm chức năng. Thương hiệu của em thì cũng mới gần đây đó. Mới gần đây thì em mới có làm thương hiệu riêng. Vâng ạ. Tức là về gì, về dạ. Da hay là về tóc hay là về da, về mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng. Đấy ạ. Rồi Dung như tuổi rồi? Em sinh năm 1988. Năm nay là em 35 tuổi. 35. Hai vợ chồng hơn nhau cái tuổi này cũng cân xứng ha. Dạ. Đó, hơn nửa con giáp chút xíu. 6 tuổi ạ. 6 tuổi là nửa con giáp ha. Nửa con giáp, dạ. Rồi sao nè? Sao gặp gỡ nhau hai đứa? Một đứa làm về mỹ phẩm, đứa làm về ngành mỏ thì sao gặp nhau ta? Mỹ phẩm hình như là mới làm đây thôi đúng không? Dạ. Trước đây thì là em học dược. Nhưng mà thực ra thì như em ấy thì không có được bố mẹ, nghĩa là bố mẹ ấy không có nền tảng kinh tế nhiều. Thì sau khi em học dược xong á, thì lúc đó thì cũng có cô em có nói là bây giờ học xong rồi thì đi về làm ở công ty, làm một cái công ty dược ở gần nhà. Thì lương nó vào đâu đó khoảng tầm gần 3 triệu. Thì em nghe thấy cái mức lương đấy và phải ở xa nhà thì em cảm thấy là chắc là mình không thể đủ sống được. Sau đó là em có rẽ qua em học và em làm về spa và làm tóc. Thì khi đó thì chồng em, nghĩa là tụi em quen nhau khi mà em làm tóc á, thì chồng em là khách hàng. Tức là anh ấy đến quen cắt nhau. Tóc dạ. Đúng không? Dạ. Rồi là em là người cắt cho ảnh. Dạ. Đó, và thế là chuẩn luôn. Nó chị cắt khéo không em? Cắt khéo không? Cắt được, ok chị ạ. Lần đầu tiên tới đó luôn hay là em đã tới nhiều lần rồi anh em trồng cây si cô này? Không, tại vì là trước đây là em đi làm thì em đi qua đấy, đi qua cửa hàng. Thì là em ý là có biết là ở cửa hàng này là của ai đó chẳng hạn đấy. Là ý là mình biết trước đó rồi. Sau đó là mình vào như một khách hàng bình thường đấy. Tức là có để ý rồi đúng không? Tức không, tức là để ý đấy là tại vì để ý đấy là có quán tóc như thế thôi. Là vô tình tới để cắt tóc thôi, mục đích tới là cắt tóc chứ không phải là biết là vợ mình đã làm ở trong đó. Rồi vô tình là bạn này ra cắt cho mình. Rồi lúc bé nó cắt tóc cho em thì lúc đó em mới để ý. Vâng. Đem kể coi lúc có đó có hài sao? Lòng không? có ạ. Tại vì là vợ em ngày đấy là kiểu quán ở cửa hàng thì ở gần cổng trường phổ thông đấy. Trường cấp 3 thì là khách hàng các bạn trẻ tin thì là cũng phải tương đối ổn thì mới có cái tệp khách hàng như thế. Thế là coi như em gặp, nhưng mà đến lúc bạn này bạn ra bạn cắt tóc cho em có thích bạn liền không? Hay là phải nhiều lần đến em mới thích? Nói chung là cũng có cảm tình chị ạ. Coi như là gặp gỡ đầu tiên là cảm tình đúng không? Lần đầu tiên gặp là anh đã bắt đầu thích bạn rồi. Có sơ sơ. Nhưng mà không dám, nhưng mà lúc đấy không dám nói gì đó. Mãi mấy ngày, 3-4 ngày sau em mới thấy gọi điện, nhắn tin cho em. Thì nghĩa là sau đấy có kể với em là lúc đi làm về á, là mỗi ngày đi qua chỉ nhìn một phần của số điện thoại thôi, còn không dám đứng lại để xem số điện thoại ạ. Sau 3-4 ngày sau sau 3-4 ngày sau thì mới bắt đầu là có đủ số điện thoại thì mới nhắn tin làm quen. Kiểu đi qua thì mình ngày đấy là đi xe máy đi làm qua thì nhìn thoáng thoáng đấy chị ạ. Thì là không nhớ hết được ngay. Anh cũng chiến lược mỗi ngày nhớ 2 số. Đúng không? 4 ngày là 8 số. Ủa mà tại sao anh không ngừng hẳn luôn anh nhìn số điện thoại? Hay là anh sợ là gặp cô bé này là mình lại mất cũng cỡ. Không hẳn là sợ mà là kiểu là cũng nhìn xong là không nhớ lần đầu không nhớ được thì thôi lại nhìn lần hai kiểu thế. Xong đến khi mà nhớ được xong mà mới quyết tâm là nhắn tin thì mới là nhắn tin ạ. Có những người ngộ lắm, nhiều khi đó là các bạn bên mỏ đó họ có một cái kiểu yêu như vậy đó, nuôi cảm xúc đó em. Thể nó cứ phải để dành cái cảm xúc đó, đừng có cho nó bung ra vội đó, cứ kiểu là nhấm từ từ cái cảm xúc đó, nay đi qua một chút đó, giữ cái thăng bằng vậy đó. Còn em thì sao, lúc mà em cắt tóc cho anh em đã thích ảnh liền chưa, hay là phải anh phải tán tỉnh một thời gian rất lâu thì mới đổ? Lúc đó coi anh như là một khách hàng bình thường y chang như những người khác. Vâng, tại vì lúc đấy thì cũng chồng em thì bình thường không có hay nói đâu, thế là lúc đấy em cũng không có ấn tượng gì nhiều với chồng em cũng không nhớ được. Không nhớ được cho đến khi mãi cho đến khi làm quen thì dần dần gặp nhau thì em mới có ấn tượng. Thế là sau khi anh điện thoại cho em đó, anh điện thoại anh nói cái gì? Không, lúc đấy chỉ có nhắn tin làm quen bình thường thôi ạ. Thì đầu tiên cái câu đầu tiên cái là cái cuộc điện thoại đầu tiên mà anh điện cho em là anh nói cái gì?
bây giờ thì mười mấy năm rồi thì chắc là em cũng quên rồi, nhưng mà hồi đấy thì không có mét, không có nhắn mét Facebook hay là Zalo gì đâu, mà nhắn bằng số điện thoại bình thường ấy ạ. Ừ. Vâng, thì chắc nhắn tin xin làm quen bình thường đấy ạ. Tại vì có những người khi mà họ yêu mà yêu dại khờ, nhắn tin rất lẩm cẩm em ạ, nó va với vẩn. Cái này thì chồng em còn có một cái tập câu chuyện đấy này, là về sau khi yêu nhau ấy chị ạ. Đúng rồi ạ, thì là chồng em nhắn tin dài nhiều lắm. Ờ. Vâng. Dài lắm ấy ạ, còn có nghĩa là ngày đấy á thì chồng em có bảo với em là sợ là thay máy điện thoại á, thì nó sẽ không còn những cái tin nhắn mà nhắn tin hồi yêu nhau nữa, mà đến lúc giận nhau thì không còn chuyện, nghĩa là không nhớ được lúc đấy mình yêu nhau như thế nào nữa. Thế là chồng em có bằng cái tin nhắn mà số điện thoại bình thường ấy, hai người nhắn với nhau ấy, thì chồng em có in ra hơn 700 trang giấy. Đó. Là những cái tin nhắn mà hồi bọn em yêu nhau ấy ạ. Đó, em thấy không? Thế là bạn này thôi là yêu dại khờ và yêu rất là chân thành. Là cho nó thấm từ từ, từ từ. Đúng không? Từ cái cách mà đó, một ngày nhớ hai số thôi, không cần nhớ nhiều. Rồi kệ cứ để đi. Đáng lý là người ta phải điện thoại liền, nhưng không kệ, cứ nuôi cái cảm xúc đó đi. Cái nào đủ rồi bắt đầu, ha. Rồi bao lâu thì là bạn ấy chính thức mời em đi uống nước hay là coi phim để mà tỏ tình? Bao lâu? Cũng phải vài tháng chị ạ. Hai ba tháng gì đó. Rồi có lần đầu mình hẹn hò như thế nào hả anh Bình hả? Thì lần... là cũng anh là người chủ động. Vâng. Đợt đấy là em ở cũng không hẳn là hẹn hò, mà nói chung là gặp nhau để nói chuyện đấy, nói chuyện trực tiếp đấy chị ạ. Thì là em đợt đấy em đang ở nhà chị gái em, thì em có mời em có ý là rủ dê bạn ấy xuống đấy chơi thôi, xuống đấy nói chuyện thôi. Ừ. Em cũng không nhớ là lần đầu tiên gặp nhau là ở đấy luôn. Tức là bé này á, trong lúc coi như là công việc nhiều quá, bé này hiện giờ là đang rất bận rộn nè. Trong đầu bây giờ nhớ mỹ phẩm tên gì thôi, chứ còn cái chuyện yêu đương nhiều. Yêu đương là quên rồi. Còn bé này nó cũng lâu rồi ấy chị ạ. Nên là nhiều khi mình cũng không nhớ được nó chi tiết như nào ấy. Không, nhưng mà sâu đậm là vẫn nhớ nha. Em hỏi chị đi, chị kể cho nghe. Em qua đây em ngồi em hỏi chị đi. Không, tại vì là câu chuyện của bọn em thì về sau nó sẽ có nhiều chuyện đáng nhớ hơn là cái thời điểm yêu nhau. Bởi vì là có những cái thứ mà nó vui vẻ thì là người ta sẽ không nhớ nó bằng những cái chuyện buồn. Dạ, bây giờ mình vô nè, mình kể liền những cái thứ đó nè. Đúng. Khi mà cho đến bây giờ ấy thì... những cái ảnh cưới mà hồi vợ chồng em cưới á, là không có mẹ chồng em. Bởi vì là khi chúng em yêu nhau là mẹ chồng em không có đồng ý. Lý do? Dạ. Thì ngày đấy thì em cũng không rõ lắm, nhưng có thể là mẹ em thì là muốn con dâu mình có một cái công việc gọi là ổn định á. Mà em thì lúc đấy thì em thì từ bé là em đã thích kinh doanh rồi. Là em cứ không làm việc, không làm nghề thì em sẽ buôn bán gì đó. Thì là mẹ chồng em chắc là có thể vì lý do đấy là không không hài lòng lắm. Thì sau đó thì có không đồng ý cái chuyện của vợ chồng em. Và đến khi mấy năm sau vợ chồng em cưới nhau á, thì cũng là hai vợ chồng tự tổ chức. Đó. Thì đến bây giờ thì xem lại những cái ảnh cưới thì cũng không có mẹ chồng em ở trong đó. Nhưng mà... đến bây giờ cái mối quan hệ của mình với bác gái ở nhà như thế nào? Dạ. Bây giờ thì mẹ chồng em thì lại rất là... rất là chăm sóc quý con dâu nhất nhà. Quý nhất nhà luôn. Dạ. Rất là chăm sóc vợ chồng em. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà em, vậy thì lúc đó mẹ không đồng ý thì mẹ có nói lý do cho em nghe không? Theo em hiểu là mẹ không nói, nhưng mà theo em hiểu là mẹ em kiểu mẹ em cũng nhiều tuổi rồi, vì là em con út ấy. Thế nên là các cụ ngày xưa cái tư tưởng cũ ngày xưa là cứ phải làm cơ quan nhà nước cố định, và cố định cơ quan nhà nước có kiểu dạng có công ăn việc làm ổn định, xong là lấy lương tháng đấy chị. Đấy thì đúng là rồi. Vâng. Chứ ngày trước em biết các cụ ở ngoài Bắc là nhất là những cụ lớn tuổi rồi là những bạn mà như là buôn bán ngoài Bắc gọi là con buôn bán phe phẩy rồi đó, cái kiểu vậy đó, là các cụ không thích đâu, kiểu không ổn định đấy. Không ổn định á. Rồi như vậy là em khi mà em vẫn cứ yêu vợ rồi đám cưới với vợ như vậy thì khi không có mẹ không đồng ý gọi là giống như mình cãi mẹ vậy đó, thì mẹ có buồn không, mẹ có la em không hay như thế nào? Ngày đấy cái đợt thời gian đấy thì là em đi làm không ở gần mẹ. Thì là tất nhiên là mẹ không đồng ý, là mẹ em là tỏ thái độ với em rất dứt khoát. Rồi anh cũng phải đắn đo suy nghĩ mới quyết định cưới, mà trong cái tiệc cưới đó là không có bác gái nữa thì như thế nào? Chắc cũng phải khó khăn lắm đúng không? Mẹ có từ mặt không? Từ thì không phải là từ, nhưng mà nói chung là không kiểu không nói chuyện ấy chị ạ.
tức là ngày cưới thì là họ hàng có mẹ em lại không ở nhà vì kiểu để tránh mặt đấy, không ở nhà, không là mọi người trong nhà có đi đón ấy thì mẹ em cũng không về. Thế bố thì sao? Ba em thì mất cũng lâu rồi. À, tức là cụ mất lâu rồi. Ủa giờ em lúc đó sao? Lúc đó thì cái cảm giác của mình có bị buồn hay tổn thương hay cái gì không? Phải có chứ đúng không? Em thì cũng có nhưng mà kiểu xác định rồi ấy. Thương chồng em quá. Cũng biết, vâng, em cũng biết là nếu mà không như thế thì cũng không có cách nào khác nữa. Thế nhưng bố mẹ em thì sao? Bố mẹ em thì cũng rất là thương em. Thì bố mẹ em thì nghĩ là đấy là lựa chọn của em. Và hôm đó là ông bà vẫn có mặt đầy đủ? Dạ, vẫn có mặt đầy đủ. Và cũng thấy là cái quyết tâm của chồng em nữa. Đấy là em cảm thấy là ý là may mà kiểu trong nhà có mỗi mẹ em như thế thì mình có thể vượt qua được ấy. Chứ ví dụ mà cả hai gia đình hoặc là họ hàng, nào đó, anh chị em đấy, mà như còn thế thì khó mà khăn nữa thì lại mình lại càng khó khăn thêm. Đấy là còn có mỗi mình mẹ đấy. Đó, như thế thì cũng nói chung là bây giờ thì cụ là bao nhiêu tuổi rồi? Cụ ngoài 80 rồi. Cụ ngoài 80. Vâng. Thế hôm nào ta làm cái đám cưới bạc đi. Được bao nhiêu năm rồi? Tụi em là 15 12 năm. Nãy em nói là 12 năm 12 đúng không? Năm. 15 năm là bạc đấy. À thế ạ. Ừ. Đám cưới bạc á. Ta làm cái đám cưới bạc đi. Nữa. Ừ. Dạ. Ui, cô yên tâm, cụ còn khỏe lắm. Mẹ chị là 84 tuổi, vừa mới sinh nhật cái đợt vừa rồi đây mà bà vẫn cứ phăng phăng đi bộ rồi tập yoga tất tần mọi thứ, yên tâm. 3 năm nữa ta làm cái đám cưới bạc. Dạ. Đấy, có cả con. Tụi em có con chưa? Vợ chồng em thì lại hiếm muộn ạ. Vậy 12 hả? 12 năm rồi. Vâng, 12 năm rồi ạ. Ủa nhưng mà năm nay em mới có bao nhiêu? 38. Em 35 em mới có 35 ạ. Thôi. Vâng. Ôi, 35. Mình đã đi bác sĩ chưa? Nhà em thì cũng có chị ạ. Có đúng bác sĩ chưa? Nghĩa là có thể là kiểu nó 50-50 ấy chị ạ. Thì là mình chưa may mắn thôi. Vẫn còn ok nha. Mình cái có đó biết là được là do chồng hay do vợ không? Cho mỗi bên một tí. Mỗi bên một tí. Ai cũng có tí vấn đề. Sau chương trình này có con nha. Chắc chắn. Chắc chắn sau chương trình này á, chị nói nghe nè. Thực ra cái việc mà chữa hiếm muộn bây giờ nó không có khó nha. Chị nói thiệt. Cái chương trình của mình á, tại vì nay không anh Bin ảnh bận á, anh Quốc Thuận ảnh bận, ảnh có quen một cái người bác sĩ chữa hiếm muộn rất là giỏi luôn, rất là giỏi, bác sĩ về sản á, như là mấy anh chị biên tập ở đây là có chắc có biết á. Em biết sao không? Chị sanh con bé Út nhà chị năm chị 42 tuổi đó. Chị Trịnh Kim Chi á, là sanh cái bé Út của Trịnh Kim Chi là hình như là năm 46 tuổi á. Chứ không có ấy đâu, cho nên là em yên tâm, em mới có 35 thôi, đừng có lo. Chồng là mới có 42 tuổi, trời ơi, đừng hiện lo. Tại bây giờ em cũng biết một bác sĩ chị hiếm muộn và em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng bạn em tới đó rồi. Sao đó đây em giới thiệu? Cô Sông Hà. Cô, nhưng mà không biết là hai bạn, anh Bình với bạn ở đây ở ngoài Quảng Ninh thì có điều kiện để vào trong này để mà thăm khám liên tục hay không? Tại chị hiếm muộn không phải là một sớm một chiều. Đúng rồi. Nó phải có quá trình, phải theo dõi mọi chuyện như thế nào. Anh Hoàng Mèo với chị Đại Ngọc Trâm ngày xưa cũng rất là khó khăn trong chuyện có con. Và khi tới cô đã khám và cuối cùng hai vợ chồng. Cô canh hết tất cả mọi thứ. Bây giờ theo chị là như vậy đi. Em Tuyên á, em ngồi chỗ đó, cái chỗ đó cũng linh lắm á. Bây giờ em chúc hai anh chị này đi. Rồi em hứa là em sẽ đưa số điện thoại của bác sĩ đó đến để mà cho hai bạn, cho anh Hiền. Không, thực sự là mới nói chuyện con cái này là thấy em khóc là em biết được cái sự mong mỏi của hai vợ chồng rất là nhiều rồi. Thật sự là 12 năm mà chưa có con là rất thèm cái cảm giác có con. Và thôi bây giờ coi như là em thay anh mặt anh Bin, em ngồi ở đây. Em chúc hai anh chị sau chương trình này sẽ gặp những gì may mắn nhất, đặc biệt là cái chuyện có bé Bi. Hy vọng là anh chị sẽ có bé Bi trong năm nay, có kết quả càng tốt. Và nếu được có cơ hội thì một tí nữa anh em mình sẽ lấy số điện thoại nhau. Được thì em giới thiệu được cái gì em giới thiệu cái đó. Tại vì em cũng đã từng giới thiệu vài cặp vợ chồng hiếm muộn cũng gần cả chục năm. Và bây giờ bạn em đã có con và sanh đôi luôn nha. Đó, cho nên là yên tâm. Sanh đôi là kiểu nào mà IVF ấy? Không, tự nhiên. Sanh đôi xong và về đó có đà, bây giờ nó có đứa thứ ba nó hơn em luôn rồi. Cái chuyện á, bác sĩ người ta sẽ có rất nhiều phương pháp, em yên tâm. Có nghĩa là khi mà làm tự nhiên mà ví dụ như mình về cái vấn đề nào đó mà cái tự nhiên nó không phù hợp, người ta sẽ chuyển qua người ta làm cái tụ tinh trong ống nghiệm.
Mà bây giờ nha, theo như chị biết á, thì những người giàu á, người ta làm cái hình thức đó. Em biết lý do, cho dù người ta sanh được nha, tự nhiên người ta cũng không thích luôn. Đúng rồi. Người ta, tại vì người ta chọn lọc. Em hiểu không? Người ta chọn lọc những cái gì tinh túy nhất của cả ba lẫn mẹ để ra một đứa con khỏe mạnh. Phải nói là tuyệt vời đó. Cho nên là thực ra là chị thì chị nghĩ như vậy nha. Chị thì chị không có chúc. Nhưng mà chị chỉ nói cho tụi em hiểu là lý do tại sao tụi em bị vấn đề tâm lý nhiều quá. Tụi em bị vấn đề tâm lý nó rất là nhiều. Em biết tại sao? Vì thứ nhất là ở vùng ở phía Bắc á, mà phía Bắc mà cái vùng Quảng Ninh hay là những cái vùng Nam Định hay những vùng quê miền Bắc, không phải Hà Nội nha, là cái việc mà kiểu như là mình lấy nhau lâu mà mình chưa có con á, nó là một cái gì đó mà nặng nề áp lực vậy. Áp lực nặng nề vô cùng luôn, cho nên thành ra là mình bị cái áp lực đó. Thứ nhất là mình bị áp lực từ bên ngoài vô, sau đó là mình bị áp lực từ bản thân mình luôn. Từ bản thân mình, cái mong mỏi của mình càng nhiều thì cái áp lực của mình càng lớn. Em hình dung không? Thì cho chính vì vậy mà sao khi mà hai vợ chồng gần gũi nhau, đứa nào cũng bị sượng hết trơn á. Tại vì sao? Trong đầu chồng cũng nói, thôi cố gắng làm sao để mà có đứa con rồi. Vợ cũng, trời ơi, giái trời giái đất làm sao mà bữa nay ông trời, ông bà thương cho mình được đứa con. Thì mình mừng quá. Thành ra là tụi em không còn hưởng thụ nữa. Tụi em không còn cái sự hưởng thụ nữa, mà nó gần như là một cái sự mà trách nhiệm mà mình phải làm cho bằng được thì thôi. Không bao giờ như vậy hết. Tại vì cái đó là không bao giờ có con được. Cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Cái chuyện mấy năm trời sau mới sanh á, là ngay là lúc đó là đã áp lực rồi. Đã áp lực. Chết rồi sao bây giờ mình vẫn chưa có bầu. Chết rồi. Là ngay từ đó là tụi em đã bị áp lực rồi. Có nghĩa là cách đây là 10 năm là trong cái quan hệ vợ chồng tụi em đã bị cái việc đó rồi. Thành nó không có, nó kỳ lắm. Cho nên theo chị nha, thứ nhất là em nhớ một điều giùm chị là chị có cái đứa út năm chị 42 tuổi. Đã. Em 35, thời gian còn rất rất là nhiều. Ha. Cái thứ hai là khi mà em đã biết là mình, cái thời gian mình còn rất nhiều như vậy á, thì mình không việc gì mà mình phải lo sợ cái gì. Bây giờ là cứ hưởng thụ đi. Hả, chồng làm có tiền, hưởng thụ, đi chơi. Hiểu chưa? Rồi bên cạnh đó, nếu anh Tuyên anh giới thiệu với cái người bác sĩ đó thì coi như mình đi vào Sài Gòn chơi. Cứ mỗi lần anh ơi, tuần này mình đi chơi nha anh nha. Ví dụ vậy, đến gặp bác sĩ xong xuôi rồi mình đi mình hưởng thụ. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Đùng một cái, sanh đôi, đương trai đương gái. Trời ơi, tuyệt vời. Trời đất ơi, thôi rồi còn gì để nói nữa. Còn gì bằng. Đúng không? Vui vẻ nha, tự tin nha. Ok. Không phải bình thường thì em cũng ít nghĩ đến cái chuyện này, nhưng mà tự nhiên ngồi ở đây không hiểu sao lại cảm xúc quá. Rồi như vậy là ông bà chứng rồi đó. Ông bà chứng rồi đó, là cái này về dính chắc luôn rồi đó. À. Dính nhớ đó. Gọi điện thoại báo cho chương trình liền nha. Nó mới cười đây, bây giờ qua cái cọc này nha. Chuyển qua chương 2. Chương 2. Bây giờ cái chương này á, là tụi em phải nói hết. Để anh chị biết không, mình xả, mình giải tỏa hết đi. Chồng em còn những cái điều gì mà em cảm thấy em vẫn còn khó chịu với ảnh, vẫn còn chưa hài lòng về ảnh. Có những điều mà mình muốn nói trực diện mà mình không nói được. Chỉ có những lúc như thế này mình mới có thể trút được hết tất cả những cái tâm sự của mình. Ngược lại em cũng vậy. Vợ em có những cái điều gì mà em cảm thấy vậy, xả hết ra đi em. Không chừng tối nay dính á. Thiệt luôn á. Trời ơi, em có gì lau mắt. Cho xin miếng giấy mấy đứa ơi. Trời, tự nhiên nó ướt quá. Ra luôn đi, dậm dậm luôn đi con. Dậm đi, em cứ ấy cho xong đi. Nó không có lem đâu, em chỉ cần tí nữa lấy số điện thoại em gửi cho bác sĩ Sông Hà. Cô ngày xưa là làm bên Từ Vũ, cô rất là giỏi, cô đã từng trị rất là nhiều cặp hiếm muộn rồi. Cái đứa út của chị là chị thụ thai trong ống nghiệm đó. Vâng. Tại vì lúc đó chị biết là mình lớn rồi mình sẽ không thể nào mà cái độ sanh ra là nó sẽ rất yếu, mình nuôi nó rất là cực. Cho nên là chị làm cái phương pháp đó, mà chị nói thiệt với em, trời ơi, con biết ngôi nhà chị là bằng hai đứa kia cộng lại ra nhỏ đó. Dễ sợ, vừa khôn vừa thông minh, mà cha mẹ có nhiêu cái đẹp nó lấy hết. Em nói cỡ 100 năm sau thế giới là người toàn thứ dữ không á. Tại bắt những thành phần ưu tố ra không? Đúng rồi, ưu tố hết. Đó, rồi. Xong chưa bé? Được rồi đó, ok rồi đó nha. Rồi. Để sau lưng em luôn, để sau lưng em nhét sau lưng á. Rồi. Rồi. Bây giờ mình đến phần thứ nhì đó. Đúng rồi, bây giờ mình qua chương mới ha. Bây giờ giống như chị Vân nói lúc nãy, bây giờ hai vợ chồng trong quá trình
sống với nhau có cái gì chưa hài lòng nhau, ha, mong mỏi vợ mình ha, chồng mình thay đổi cái gì thì cứ chia sẻ thật lòng hết để em nó nhẹ chị lòng ra để tối nay có con. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, em nói đi. Chồng em thì em cũng không có gì không hài lòng, bởi vì là nếu như bình thường ấy thì có thể là mọi người hay buồn vì chồng mải chơi, chồng đi đâu đó về muộn hay là bia rượu gì đó, bạn bè gì đó, nhưng mà chồng em thì lại không có những cái đấy. Thường là thích ở nhà với vợ đó, chứ còn cũng chắc là chỉ có một cái là nghĩ cái gì trong đầu thì ít khi chia sẻ quá. Tức là kiệm lời đúng không ạ? Không có hơi ít nói, không có chia sẻ với vợ đúng không? Là khó khăn cái gì cứ mình thích tự mình giải quyết vậy hả anh? Không, cũng không hẳn, mà là cảm giác là thấy là nó kiểu không đáng phải nói đấy. Đâu, vợ chồng nhau phải chia sẻ. Không chứ muốn làm cho vợ mình suy nghĩ đúng không? Không muốn làm cho vợ mình phải phiền hà về cái với việc mà không đáng đúng không? Tại đúng chắc là nghĩ là chị có nhiều việc đúng không? Giờ còn cái gì nữa không em? Em thì cũng chỉ thấy là như thế thôi ạ. Tại vì ở suốt 12 năm thì em cũng không thấy có cái gì nó đáng là để em phải nói là chồng em phải sửa cả. Nhưng mà bây giờ em tự gọi là em tự nhận định, em tự thấy là em hiểu được chồng em bao nhiêu phần trăm? Em tại vì chồng em cũng hơi ít nói nên em cũng không biết là có thể mình có thể tự tin là mình hiểu được chồng mình bao nhiêu phần trăm. Dạ, em biết chồng em thích cái gì không? Em có. Đó. Sở thích của chồng em thì em biết rồi, mọi thứ về sinh hoạt hàng ngày á, trong gia đình á, thì em tất cả những cái đấy thì vợ chồng em cũng khá là hiểu nhau. Rồi em có biết những người bạn thân của chồng không? Có chị ạ. Có biết từ những người từ ngày đại học và bạn bè bây giờ, tất cả mọi mối quan hệ thì vợ chồng đều chia sẻ với nhau những cái đấy. Có bao giờ em ghen cái chồng em với một cái em gái mưa nào không? Không chị ạ. Tại vì chồng em thì từ ngày yêu em đến lấy em bây giờ thì cũng không có một cái gì để mà em ghen ấy. Đi sớm về muộn thì cũng không, điện thoại thì cứ để đấy, vợ cầm lúc nào cũng được. Sáng không đi làm, chiều về với vợ rồi chị ạ. Không có em gái mưa gái nắng gì hết luôn á, đúng không? Làm gì có cơ hội mà mưa gió gì. Tức là sao? Một cái tiếng nói với một cái ánh mắt mà giống như là thích có cơ hội đó lắm mà không được á. Không có đâu. Đó, thôi, em làm đừng gì có nghĩ xấu là không. Đây rõ ràng là mặt rất là buồn khổ mà nói, em làm gì có cơ hội để làm điều đó hả em chị? Em nghe thì có vẻ tiếc nuối. Tại sao vậy? Tức là tự em không cho em cơ hội hay là vợ em không cho em cơ hội đó? Đâu, đấy là em nói thế thôi chứ còn thực chất đấy nó không phải là cơ hội chị ạ. Nếu muốn em nói thiệt nha, trăm ngàn lý do cái gì cũng có thể tự, tất cả là do mình. Mình muốn là mình làm được hết. Mà vợ chồng em có hay dỗi hờn không? Chồng em không dỗi hờn với em luôn. Vâng, có thi thoảng dỗi thì cũng chẳng hiểu tại sao dỗi, xong sau đấy lại tự hết dỗi. Thế là nó trải qua nhanh quá, em cũng không hiểu lý do, em cũng không biết quá trình nữa. Vậy hả? Rồi có bừa bộn này kia không? Bừa bộn thì phải đây chị ạ. Đây cái đấy là em ạ. Đây không bừa bộn luôn. Dạ. Rất là ngăn nắp gọn gàng ạ. Tất cả đồ của em ạ. Chỉ có một cái duy nhất là hay dỗi. Không dỗi. Thích chia sẻ nhiều. Không chia sẻ. Kiệm lời á, không chịu nói. Nhưng mà có dỗi nữa đâu. Em thử ví dụ coi. Có một cái, em kể một cái dỗi gì với vợ em mà vợ em không biết là em dỗi gì. Tức là không đoán ý được em luôn á. Là ví dụ đi. Em còn nhớ không? Không chị ạ, nói chung là những cái đấy kiểu nó nhỏ nhặt ấy, mình nó không để trong đầu làm gì cả. Vậy em à? Cảm thấy thế. Vâng. Thôi vậy là anh quá hoàn hảo rồi. Rồi bây giờ ở chị vợ thì có những cái gì mà anh chưa hài lòng nè? Không, mình thì kiểu là cũng không nhận là mình hoàn hảo đâu. Vợ mình thì là kiểu bừa bộn đấy. Gần như là không làm việc nhà bao giờ chị ạ. Chị thấy không? Trời ơi. Một người phụ nữ mà không làm việc nhà. Thế chứ là ai làm? Toàn em làm việc nhà thôi. Thế nó làm gì mà nó không làm việc nhà? Chị em nói chị nghe coi. Không, vợ em thì kiểu công việc kinh doanh, doanh ấy chị. Là nhiều việc quá đúng không? Thí dụ như cũng có thể là nhiều khi không phải là lúc nào cũng nhiều việc, cũng có lúc rảnh. Nhưng mà cái thói việc quen.
cái thói quen đấy, cái nào là thói quen rồi chị ạ? Là trốn việc luôn đó. Thói quen không làm việc nhà là đúng không? Kiểu từ nhỏ ấy. Đó, không phải từ nhỏ. Lúc em ở với bố mẹ em thì em có phải làm việc nhà, em cũng có phải làm đấy. Thế nhưng mà từ khi lấy chồng em thì chồng em làm hết những việc đấy rồi. Đấy, lại cãi là thế xong là... cái ngày một cái hôm dạ. nào cái ngày đó mình không hề bận tí nào nhưng mà vẫn trốn việc. Không, em cũng không trốn việc đâu ạ, bởi vì là trốn thì nó phải như thế nào nhỉ? Phải che giấu một tí ấy ạ. Nhưng mà đây là em không làm luôn ấy ạ. Thì tự cho mình một cái quyền là coi như là không làm luôn. Không phải là cho mình cái quyền đâu ạ, mà tại vì từ ngày yêu nhau ấy là tất cả những cái việc đấy là chồng em đã làm rồi. Em hiểu cái đó. Dạ. Tại vì hầu như tất cả những cái đó mình làm rồi. Cái cô ấy cứ định hình à sau thôi đó để em cho chồng làm, cứ mình không làm nữa. Em mặc định cái việc đó là chồng em sẽ làm giúp cho em ấy. Em bị giống anh đó anh Vân. Lau nhà, quét nhà hay cái gì toàn là em làm không. Đúng rồi. Bừa bộn đồ đạc cũng này nọ. Vợ em vẫn có làm chứ không phải là như em. Dạ. Nhưng mà khi nào một đống chân dần rồi mà em đi quay liên tục 3-4 ngày, em nói ngày mai vợ dọn nha, chồng thấy chồng nhiều lắm rồi đó. Đó mới bắt đầu mới dọn. Em đi quay rồi ở nhà mới bắt đầu dọn gọn gàng lại. Có bao giờ em rơi vào trường hợp đó chưa? Tức là chồng nói là thôi anh bận lắm không em làm đi, là có làm chưa? Em cũng có, nếu mà em nhớ được. Nếu mà em nhớ ra, tại vì mấy cái đấy em hay bị quên. Chồng em cứ nói xong rồi em quên ấy. Điều có thể nhỉ? Là ngập điều... ngụa ra có thể là ngập ngụa ra ngay trước mắt đấy chị. Nhưng mà vẫn bảo là quên được. Quên đấy, nhìn thế này mà quên. Không chấp nhận được rồi. Em nghĩ là chắc là chỉ có chồng em chấp nhận được em thôi. Anh ơi sao nhà bẩn thế anh nhở? Thế sao em không quét để em quên? Em thấy đâu mà em quên. Em nhìn rõ ràng bẩn này mà em quên mất. Đâu nhưng mà không bao giờ kêu nhà bẩn. Không, tại vì là ở trong nhà em thì sẽ có chồng em dọn ấy, còn ở ngoài thì có nhân viên ấy, các bạn ấy cũng dọn dẹp gọn gàng ấy. Thành ra em cũng không có cơ hội để em thấy nó bẩn lắm. Thôi đôi lúc mình cũng nên làm đi để vận động tay chân, coi như là mình tập thể dục cho nó khỏe. Đã, em có tập thể dục ạ, còn làm việc nhà em cũng không hiểu tại sao rất mà. Là lý do nha. Mình để xem ông chồng ông ước cái gì đó, em ước cái gì nói chị nghe coi Hiền. Đó em ước đi, bây giờ em ví dụ em tưởng tượng chị là bà bụt đi. Đó em ước thử đi. Em chỉ cần vợ em gọn gàng hơn thôi. Chứ chưa cần đến mức là phải làm việc nhà ấy. Nó chỉ cần là ví dụ đồ đạc mà không dùng nữa hoặc là đồ đạc làm dùng xong ấy thì cất gọn vào, không vứt bừa bộn nữa. Đấy ví dụ thế thôi. Là em chỉ cần thế thôi. Và... thế hai vợ chồng có cãi nhau không? Có lúc nào cãi nhau không? Cũng có chứ chị. Nhưng mà ít. Cũng có. Chồng em thì ngày đầu tiên lấy nhau về sau một khoảng thời gian ấy thì chồng em cũng có nói về cái tật này của em. Thế xong rồi chồng em bảo là bây giờ nếu mà vợ không dọn được ấy thì ít nhất lấy cái gì ra thì để gọn lại cái đấy. Em cũng bảo chồng em là em chỉ bảo mỗi một câu đấy thôi mà từ sau đó đến bây giờ là chục năm rồi chồng em không nhắc lại chuyện đấy nữa. Không nhắc lại luôn. Dạ. Nhưng mà tức là tụi em ngoài cái việc đó ra thì có cái việc gì mà để cho tụi em cãi nhau không? Không. Không cãi nhau luôn. Ít lắm ạ. Thế á, rồi cái lần cãi nhau mà gọi là mạch gọi là nặng nề nhất á là làm tới cái việc gì? Ví dụ như nặng nề nhất á thì như là anh này anh tức quá, anh quăng một món đồ ví dụ vậy, hay là em đá thúng đụng nia, hay là nói to kiểu như là mắng nhau á. Nặng nề nhất là cỡ nào? Thế có một lần là em ra ngoài thuê nhà ở luôn. Em ra ngoài thuê nhà ở luôn. Dạ. Mấy ngày? Em ở một tháng ạ. Rồi lúc đó Hiền sao? Đợt mà vợ chuyển ra ngoài ông bí. Đúng rồi ạ. Nghĩa là khi đấy em à kiểu đợt đấy là kiểu bất đồng quan điểm ấy chị. Thế là em trước đấy là bọn em ở với nhà ngoại. Thế là xong là vợ em kiểu chuyển ở nhà ngoại, xong là vợ em kiểu muốn chuyển kinh doanh ra ngoài thành phố đấy. Thì em thì là em kiểu ngại đi lại vì em chuyển ra đấy thì em đi làm sẽ xa ấy. Thế là vợ em tự coi như là kiểu quyết là ra đấy, thế là vợ em đi. Vợ em tự chuyển ra đấy xong là thuê nhà rồi để làm kinh doanh ở ngoài thành phố. Thế chứ còn em thì sao? Cái lúc đó em có lên xin lỗi vợ hay như thế nào không, hay là ở nhà mình không, rồi làm cái gì? Cũng không phải là xin lỗi mà là lúc đầu là em kiểu không đồng ý là đi xa thế thôi. Vì là đi lại thế thì mình đi lại nó cũng mười mấy cây ấy, xong là đêm hôm nữa chẳng hạn thì nó lại vất vả cho cả hai vợ chồng. Thế là không, còn vợ em cứ ra ngoài ở thì là về sau là em cũng kiểu phải theo. Tức là sao em theo vợ em gì đúng không? Phải theo chứ chị. Vậy bây giờ cái công việc kinh doanh của bé là ở ngoài thành phố luôn hay là đã về lại rồi? Không ạ, thì bây giờ hai vợ chồng em cùng ở ngoài luôn rồi, ở ngoài thành phố, nó là cách cái khu vực chồng em làm khoảng hơn chục cây. Ý là hai bạn này ở với nhau mười mấy năm rồi. Dạ.
12 năm ha, đúng không? Dạ. 12 năm rồi. Mà eo ơi không cãi nhau này. Rồi eo ơi cãi nhau nhiều nhất là bạn này chỉ có đi ra thuê nhà ở mà chẳng phải là vì cãi nhau đúng nữa rồi. Mà đi mình ra làm ăn. Rồi xong rồi bạn này đi theo bạn này ra lại rồi có như không? Chị nói em nghe nè. Có nghĩa là tụi em hình dung không? Dạ. Cái cuộc sống hôn nhân kiểu như vậy á. Dạ. Thực sự nó cũng không thú vị đâu. Cái đó chị nói thiệt, giống như là cái tô bún suông ấy. Dạ. Có mỗi bún với nước trắng thôi, chết. Không hành, không ngọt, không tiêu, tỏi, ớt thì có mà chết. Lại không ra tô bún em ạ. Đấy, cái cuộc sống hôn nhân vợ chồng đó, nó phải có hỉ nộ ái ố. Dạ. Có thể là không phải là cãi nhau mà đập nhà, đập cửa. Nhưng mà nó phải dạ. có những cái xung đột. Nó phải có những cái gọi là tranh luận. Không, những cái có chị ạ. Hỉ nộ ái ố, giận hờn. Bởi vì dạ. sao? Cứ mỗi lần cái việc đó xảy ra xong rồi tụi em sẽ thấy yêu nhau hơn. Hiểu nhau thực hơn. Thực sự hiểu nhau hơn và yêu dạ. nhau hơn. Chứ còn nó cứ như cái mặt hồ phẳng lặng á, thì thực sự mà nói thì nó cũng phải dành cho những người chẳng hạn như là 60, 70 rồi á. Thực sự có những các cặp các cụ nha, 80 tuổi vẫn cãi nhau, vẫn anh em cãi nhau như thế. Xong rồi lại hòa nhưng mà không có nhau là không ăn được. Là phải chờ nhau về đã ăn. Đó thì theo chị nha. Dạ. Tụi em nêm nếm vô xíu đi. Em bớt hiền đi, tên hiền. Thường cái tên là ngược lại đó em. Rồi tên là, nhưng mà em là hiền thật. Em tên hiền, em hiền thật em ạ. Em hơi giữ giữ tí đi. Bữa nào anh quá, dọn nhà cho tôi. Em giữ giữ đi cho nó ấy, cho nó thay đổi ấy, xong nó nhuận á. Rồi tự nhiên nó ô, ô chồng mình hôm nay sao này. Ô, đấy, thú vị lắm em ạ. Lại không quen chị ạ. À đấy, cái không quen á, nó mới làm một cái sự mà gọi là sao ta, mới mẻ. Trao đổi chất á, nó có những cái ngộ lắm em. Và chị không biết nói gì sao thôi, để bác sĩ của em nói cho bạn nghe. Đúng đó rồi. Tư vấn cho hai vợ chồng dạ. nha. Chứ hiền lành lạc hậu quá là không được em ạ. Bây giờ em cứ phải fantasy lên cho chị nhá. Dạ. Rồi cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm nha. Chúc lại lần nữa đi em. Rồi. Chúc năm sau. Trong năm sau đó. Báo tin. Trong năm nay hoặc năm sau báo tin vui là hai vợ chồng có baby. Dạ. Là quá hạnh phúc rồi.